Việt Nam vay Ngân hàng Phát triển Á Châu 230 triệu Mỹ Kim để cải cách năng lực cạnh tranh, tin từ Hà Nội. Ngân hàng Phát triển Châu Á hay ADB và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ký kết hai hiệp định vay vốn với tổng trị giá là khoảng 234 triệu Mỹ Kim nhằm để hỗ trợ những cải cách giúp tăng cường năng lực cạnh tranh của Việt Nam và phát triển một hệ thống giao thông đô thị ở thủ đô Hà Nội. Theo phúc trình chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2013 và 2014, Việt Nam đang mất lợi thế khi đứng thứ 70 trong số 148 quốc gia, thấp hơn một bậc so với xếp hạng trong nghiên cứu giai đoạn 2006 và 2007. Việt Nam cũng là quốc gia có xếp hạng thấp nhất ở vị trí thứ 2 từ dưới lên trong số các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Các hiệp định vay vốn được ký gồm một khoản vay chính sách trị giá 230 triệu Mỹ Kim sẽ được dành hỗ trợ những chính sách đổi mới của chính phủ trong 6 lĩnh vực là tài chánh, tài khóa, trách nhiệm và quản trị khu vực công, quản trị doanh nghiệp nhà nước, quản trị đầu tư công và môi trường kinh doanh. Hiệp định thứ hai là vay 4.2 triệu Mỹ Kim trong tổng số tiền đầu tư gần 60 triệu Mỹ Kim cho dự án giao thông của tuyến đường sắt đô thị thứ 3 của Hà Nội. Hà Nội đang thường xuyên phải đối mặt với tình trạng kẹt xe nghiêm trọng trong giờ cao điểm do có quá nhiều xe gắn máy và số lượng xe hơi ngày càng tăng. Dự án sẽ hỗ trợ cho các mục tiêu trong kế hoạch giao thông đô thị của thủ đô Hà Nội nhằm gia tăng việc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, giảm sự phụ thuộc vào các phương tiện cá nhân cũng như thúc đẩy dùng các phương tiện thải ít khí carbon, giảm lượng khí nhà gây hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm môi trường.